tại Bình Phước, hiện có 192 người thuộc diện tòa án tỉnh buộc đưa đi cai nghiện nhưng chưa thi hành được vì trung tâm cai nghiện đang phải tạm dừng tiếp nhận học viên. Trung tâm chữa bệnh giáo dục lao động xã hội tỉnh Bình Phước đặt tại ấp 5, xã Minh Lập, huyện Chân Thành đang quản lý cai nghiện ma túy cho 320 học viên, trong đó 19 học viên cai nghiện tự nguyện, số còn lại cai nghiện bắt buộc. Trung tâm hiện tạm ngưng tiếp nhận học viên cai nghiện vì đang quá tải. Trong khi đó, theo ban pháp chế của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Phước, đánh giá tội phạm về ma túy vẫn còn diễn biến phức tạp, số vụ phát hiện năm sau cao hơn năm trước. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.